Griezmann làm tổn thương Barcelona. Thể thao văn hóa, Việt Nam, Antoine Griezmann vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi ở Camp Nou sau khi các chủ tịch và các chuyên gia có ý phản đối tiền đạo người Pháp. Đến lượt một huyền thoại khác là Xavi Hernandez đánh giá về bản hợp đồng được cho là đã được hoàn tất của đội bóng xứ Catalonia. Dưới đây là đoạn trích phỏng vấn của Sport với cựu tiền vệ này. Anh có tưởng tượng đến một lúc nào đó mình quay trở lại Camp Nou chưa? PSG và Man City phải bị cấm dự Champions League nếu một ngày nào đó tôi trở lại nơi này. Chắc chắn đó phải là kết quả của quá trình nhận thức rằng tôi sẽ bị phán xét vì đã không ở đây đúng thời điểm. Ai cũng mong ước được làm việc ở một câu lạc bộ, vì thế sẽ thoải mái hơn nếu như tôi tới một câu lạc bộ hạng trung nhưng tôi thích cạnh tranh và các thách thức lớn. Tôi biết rằng điều đó sẽ đến, ngay trở lại Barcelona, đầu tôi sẽ hói và tóc tôi sẽ bạc trắng, cười lớn và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Anh sẽ tìm kiếm một vị trí trong cuộc bầu cử ở Barcelona sắp tới chứ? Tôi nghĩ mình không nên có vai trò nào trong cuộc bầu cử này nhưng tôi có mối quan hệ hữu hảo với victor phong ứng viên tranh cử chức chủ tịch barcelona chúng tôi có một tình bằng hữu cực kỳ thân thiết victor phong sẽ là một chủ tịch tuyệt vời trong tương lai ở khía cạnh cá nhân ông ấy là một nhà lãnh đạo bẩm sinh một người làm việc chắc chắn thông minh có lòng trắc ẩn và đầy tri thức victor phong sẽ dẫn dắt tất cả và quan trọng nhất là ông có kỹ năng xử lý những vấn đề trọng đại ông ấy đã sẵn sàng cho việc làm chủ tịch dù có thể sẽ có những lựa chọn khác nhưng đó là người tuyệt vời anh sẽ ủng hộ victor phong chứ nếu đây là sự tìm kiếm cho sự ủng hộ ông ấy, câu trả lời của tôi là chắc rồi, nhưng tôi không chỉ trông cậy vào Victor Phong, tôi tìm những điều tốt nhất cho Barcelona, tôi nghĩ người có thể giúp Barcelona vĩ đại hơn chính là ông ấy. Thể thao văn hóa, Việt Nam, Antoine Griezmann vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi ở Camp Nou, sau khi các chủ tịch và các chuyên gia có ý phản đối tiền đạo người Pháp, đến lượt một huyền thoại khác là Xavi Hernandez đánh giá về bản hợp đồng được cho là đã được hoàn tất của đội bóng xứ Catalonia. Dưới đây là đoạn trích phỏng vấn của Spot với cựu tiền vệ này. Anh có tưởng tượng đến một lúc nào đó mình quay trở lại Camp Nou chưa? PSG và Man City phải bị cấm dự Champions League. Nếu một ngày nào đó tôi trở lại nơi này, chắc chắn đó phải là kết quả của quá trình nhận thức rằng tôi sẽ bị phán xét vì đã không ở đây đúng thời điểm. Ai cũng mong ước được làm việc ở một câu lạc bộ. Vì thế sẽ thoải mái hơn nếu như tôi tới một câu lạc bộ hạng chung nhưng tôi thích cạnh tranh và các thách thức lớn. Tôi biết rằng điều đó sẽ đến. Ngay trở lại Barcelona đầu tôi sẽ hói và tóc tôi sẽ bạc trắng cười lớn và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra anh sẽ tìm kiếm một ví trị trong cuộc bầu cử ở barcelona sắp tới chứ tôi nghĩ mình không nên có vai trò nào trong cuộc bầu cử này nhưng tôi có mối quan hệ hữu hảo với victor phong ứng viên tranh cử chức chủ tịch barcelona chúng tôi có một tình bằng hữu cực kỳ thân thiết victor phong sẽ là một chủ tịch tuyệt vời trong tương lai ở khía cạnh cá nhân ông ấy là một nhà lãnh đạo bẩm sinh một người làm việc chắc chắn thông minh có lòng trắc ẩn và đầy tri thức victor phong sẽ dẫn dắt tất cả và quan trọng nhất là ông có kỹ năng xử lý những vấn đề trọng đại ông ấy đã sẵn sàng cho việc làm chủ tịch dù có thể sẽ có những lựa chọn khác nhưng đó là người tuyệt vời anh sẽ ủng hộ victor phong chứ nếu đây là sự tìm kiếm cho sự ủng hộ ông ấy câu trả lời của tôi là chắc rồi nhưng tôi không chỉ trông cậy vào victor phong tôi tìm những điều tốt nhất cho barcelona tôi nghĩ người có thể giúp barcelona vĩ đại hơn chính là ông ấy